anh chị các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về phần biên tập nội dung là dạng văn bản, bài viết hay là tin tức. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra vào việc trên mắt cái mobile. Chúng ta sẽ mở cái sim biên tập. Ta đợi trong giây lát. Rồi, ta vào phần tin tức. Xem một bài viết. Ở đây cái phần văn bản nó sẽ có hai dạng cho chúng ta. Một là với cái trường hợp chúng ta có biên tập nhiều bài viết mà trong một mục lục, hoặc là chúng ta chỉ có một bài viết duy nhất, là giống như xem cái phần thông tin app. Đây, với cái trường hợp chúng ta có nhiều bài viết trong một mục lục thì ta sẽ vào cái trực tiếp vào cái phần là thư viện nội dung, chúng ta sẽ biên tập ở trong này. Với cái trường hợp còn lại thì ta vào cái phần danh sách app và chúng ta thêm, chúng ta chọn bài viết và chúng ta biên bài viết ở đây đó. Ở đây bài viết ở đây thường thường nó sẽ đơn giản như là một cái bài giới thiệu về app hay là giới thiệu về công ty và giới thiệu về sản phẩm. Ngoài ra sẽ có một để bạn ta bắt đầu. Đầu tiên ta vào cái phần thư viện nội dung, ta vào cái phần mục, một là bạn thêm ấn phẩm, thêm là ấn phẩm, hiện tại mình có ấn phẩm sẵn rồi. Mình sẽ vào phần tin tức, mình sẽ thêm ấn phẩm, mình lấy một cái bài viết trên báo về ca sĩ Mỹ Tâm. Đây, bài viết hôm ngày 3, mình thêm. Rồi chúng ta sẽ chọn nó là cái dạng là trang, là tạo mới và biên tập. Anh đi tiếp vào. Đây nó có hai thức, một là test hình cộng audio, hai là test cộng audio. Đầu tiên cái phần test hình cộng audio chính là cái bài viết chúng ta vừa mới xem. Để chúng ta sẽ lấy nguyên cái bài viết. Làm bỏ vào. Là chúng ta lưu hình ảnh thì ta sẽ chọn hình ảnh hồi nãy chúng ta đã sẵn rồi, đây sẽ là hình nền của bài viết. Ok, sau khi xong chúng ta sẽ đóng lại và lưu và phát hành. Với cái trường mình nói đây là test cộng audio thì nó sẽ xuất hiện như thế nào? Đây, test cộng audio, ta sẽ mở một cái bài viết mình tâm này. Đây nó sẽ có là một cái bức thư ở đây, chúng ta sẽ click vào bên trong chúng ta mới thấy. Còn cái trường hợp 2, trường hợp 2 này thì nó chính là cái dạng này. Khi ta click vào trực tiếp nó sẽ chạy vào trang bên trong. Ngoài ra có khi cần hỗ trợ thì chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại ở đây, hoặc là chúng ta sẽ nhắn tin vào cái phần chat ở đây sẽ có nhân viên tư vấn, hoặc chúng ta sẽ vào cái group là Ehably with Mobile App for Everyone, chúng ta comment cái nội dung kèm theo hình ảnh sẽ có người sẽ tương tác và trả lời với bạn.